Bài 27. 1 phần 9 cộng 5 phần 6. Ta thấy mẫu số của hai phân số này không giống nhau. Vậy ta phải quy đồng mẫu số để tìm mẫu số chung nhỏ nhất. Ta phải phân tích mẫu số của các phân số này thành tích của các số nguyên tố. Số nguyên tố là những số sau. Từ 1 đến 100 ta có những số nguyên tố 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 và 97. Đây là 25 số nguyên tố đầu tiên. Từ 1 đến 100 ta có 25 số nguyên tố này. Số nguyên tố này theo ta suốt trong quá trình làm toán, đi học, ta nên học thuộc lòng. Vậy ta phân tích 9 thành tích của các số nguyên tố như sau. Ta lấy 9 chia cho 2 không được. Bao giờ ta cũng chia cho số nguyên tố nhỏ nhất trước. 9 chia cho 2 không được. Vậy 9 chia cho 3 chẵn. 9 chia cho 3 được 3. Và 3 chia cho 2 không chẵn. Số nguyên tố kế tiếp là 3. 3 chia cho 3 được 1. Vậy ta được là 3 bình phương. Kế đến số 6. Phân tích số 6 ra như sau. Ta thấy 6 chia cho 2 số nguyên tố nhỏ nhất trước. 6 chia cho 2 được 3. Và 3 chia cho 2 số nguyên tố đầu tiên không được. Ta sang số nguyên tố kế tiếp là 3. 3 chia cho 3 được 1. Vậy ta được là 2 nhân 3. Những số nguyên tố này ta chọn số nào? Ta thấy ta có 2. Chỉ có một con số 2. Ta lấy. Và 3. Ta có 3 bình phương. Và 3. Ta chỉ chọn 1 thôi. Ta chọn số nào có số mẫu lớn nhất. Vậy ta chọn 3 bình phương. 2 nhân cho 3 bình phương. 3 bình phương là 9. 9 nhân cho 2 bằng 18. Vậy 18 là mẫu số chung nhỏ nhất. Có thể chia hết cho 9 và chia hết cho 6. Nhỏ hơn 18 ta không còn số nào nữa. Chia hết cho 9 và chia hết cho 10, chia hết cho 6. Bước thứ nhất, ta đã chọn được mẫu số chung nhỏ nhất. Và đến bước thứ hai, ta quy đồng mẫu số. Trở lại đề bài, ta có 1 phần 9 cộng 5 phần 6. Ta dùng mẫu số chung nhỏ nhất. 18 chia cho 9 được 2. Vậy ta nhân tử và mẫu cho 2. Và 18 chia cho 6 được 3. Ta nhân tử và mẫu cho 3. Và nhân vào ta được 1 nhân 2 là 2. 9 nhân 2 là 18. Ta được 2 phần 18. Cộng cho 5 nhân cho 3 là 15. 6 nhân 3 là 18. Ta được 15 phần 18. Đến đây, ta đã quy đồng mẫu số xong. Ta thấy cộng phân số với phân số có cùng mẫu số. Mẫu số lúc này là 18. Vậy ta cộng tử với tử, mẫu giữ nguyên. Tử là 2 cộng cho 15. 2 cộng cho 15, mẫu giữ nguyên là 18. 2 cộng cho 15 là 17 và mẫu là 18. Ta được 17 phần 18. Vậy 1 phần 9 cộng cho 5 phần 6 bằng 17 phần 18. Đến đây ta đã giải xong bài 27. Sang bài 28 ta thấy 1 phần 10 trừ cho 5 phần 8. Mẫu số của hai phân số này không giống nhau. Vậy ta phải tìm mẫu số chung nhỏ nhất. Để tìm mẫu số chung nhỏ nhất, ta phân tích mẫu số của các phân số này thành tích của các số nguyên tố. Số nguyên tố là những số ta vừa mới học ở trên.
số nguyên tố là số chia hết cho 1 và cho chính nó. Trở lại, ta thấy 10. Việc đầu tiên ta chia 10 cho số nguyên tố nhỏ nhất trước là 2. 10 chia cho 2 được 5. Và kế đến 5, ta cũng chia cho số nguyên tố nhỏ nhất trước. 5 chia cho 2 không có chẵn, vậy sang số nguyên tố kế tiếp là 3. 5 chia cho 3 cũng không chẵn, vậy sang số nguyên tố kế tiếp là 5. 5 chia cho 5 được 1, vậy ta lấy 5 chia cho 5 được 1. Kết quả là 2 nhân 5. Kế đến là 8, mẫu số là 8. Phân tích 8. 8 chia cho số nguyên tố nhỏ nhất trước là 2. 8 chia cho 2 được 4. Và 4 chia cho số nguyên tố nhỏ nhất trước là 2. 4 chia cho 2 được 2. Và 2 cũng chia cho số nguyên tố nhỏ nhất trước là 2. 2 chia cho 2 được 1. Vậy ta được 2 nhân 2 nhân 2, tức là 2 lũy thừa 3. Và ta chọn số nào ta có 2 và 2 lũy thừa 3. Ta chọn số nào có số mũ lớn nhất, vậy ta chọn 2 mũ 3. Và kế đến, số nguyên tố ta thấy có số 5. Chỉ có một số 5 nên ta chọn nó. Nếu có hai số, ta chọn số nào có số mũ lớn nhất, nhưng có một số thì ta chọn nó luôn. Như vậy, 2 lũy thừa 3 nhân cho 5. 2 lũy thừa 3 là 8. 8 nhân cho 5 là 40. Vậy, 40 là số nguyên tố. 40 là mẫu số chung nhỏ nhất, có thể chia chẵn cho 10 và chia chẵn cho 8. Nhỏ hơn 40 ta không còn số nào nữa, có thể chia chẵn cho 10 và chia cho 8. Tại sao ta phải chọn mẫu số chung nhỏ nhất? Ta chỉ chọn mẫu số chung thôi có được không? Được. Và làm toán có sai không? Không có sai. Nhưng nếu ta chọn mẫu số chung thôi, thì nếu bài toán nhiều phân số và mẫu số lớn, bài toán rất là phức tạp, khó giải, nên ta nên chọn mẫu số chung nhỏ nhất. Trở lại bài, ta có 1 phần 10 trừ cho 5 phần 8. Ta thấy 40 chia cho 10 được 4. Vậy ta nhân tử và mẫu cho 4. Và 40 chia cho 8 được 5. Ta nhân tử và mẫu cho 5. Và nhân vào ta được 1 nhân 4 là 4. 10 nhân cho 4 là 40. Ta được 4 phần 40. Trừ cho 5 nhân cho 5 là 25. 8 nhân cho 5 là 40, ta được trừ 25 phần 40. Đến đây ta đã quy đồng mẫu số xong. Mẫu số lúc này là 40. Trừ phân số với phân số có cùng mẫu số là 40, ta trừ tử với tử, mẫu giữ nguyên, tức là 4 trừ cho 25. Trên mẫu số giữ nguyên là 40. 4 trừ cho 25 ta được là trừ 21 phần 40. Vậy, 1 phần 10 trừ cho 5 phần 8, ta được trừ 21 phần 40. Đến đây ta đã giải xong bài 28. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp.